tại sao mình lại tốn nhiều thời gian trong việc phục vụ khách hàng? Có như vậy mình mới gây được sự tín nhiệm với khách hàng chứ? Nhưng mình phải tính đến vấn đề hiệu năng nữa. We've got to be efficient. Đúng, mình luôn luôn phải nhắc nhở là mình đang làm thương mại và mình tồn tại. Chú hiểu và đồng ý với cháu, song thân chủ của mình phải tồn tại thì mình mới tồn tại. Bảo hiểm không phải chỉ là thương vụ mà còn là một sinh hoạt trong tinh thần tương trợ xã hội. Mời quý vị hãy đến với Bảo hiểm Mạnh Xuân Thái tại số 11415 đường Bao Le, 281 530 0577.